dép sách, đi dép, mang sách, đội mũ, ra hồ nước của khách sạn và nằm đọc sách. Nằm đây đọc sách chắc là cũng thú vị đúng không ạ? Full Moon Garden Hotel. Ai muốn cùng Joy cùng vào khách sạn để cùng đọc sách sau khi xả thiền buổi sớm mai? Full Moon Garden Hotel, khách sạn ở lần này đó là khách sạn trăng tròn, vườn trăng tròn, thật tuyệt vời. Và tất nhiên là vẫn thức giấc lúc 4 giờ sáng, vẫn thiền tọa, vẫn đi thiền hành và nằm thư giãn đọc sách. Bây giờ mong muốn nhất là có ai ở đây để đọc sách cùng nhau, thiền cùng nhau và lại còn đọc sách cùng nhau, tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Reading book together from Singapore to Vietnam.